Nước Việt Nam mi có vàng đông lộ, cõi Bắc Kỳ có núi Tây Nguyên. Lũ hương xạ nhiệt pháp giới mông quân, chư Phật hải hồi tất sao văn tùy sự kết tương lân. Thành ý thương chư Phật hiện toàn thân, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát A Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát A Tát. Thành ra lên tới cao sơn Bạch Mã, hỏi thăm đền chú Nguyệt đi nơi nào. Tiếng đồn vang tới đâu,
chúa Nguyệt Hồ. Bà xem coi rất hay, cửa nhà ra sự nghỉ hôm nay, hợp hay không hợp, chúa chỉ hay gió. Là người tiên gia tốt tươi mọi vẻ thanh tân, bà chỉ sống cạn chỉ chân an về đồng điểm phân tô chân. Thank you.
con núi khói ba mươi mười một người hôm rằm ba mươi mùng một hôm rằm mười tư quan dâm phé tây thức nghi tiền giáng trần tốt tươi mọi vẻ thanh tân điểm phấn tô trang tay cầm đàn tình níu lang níu tàn xa trăm tiếng màn trần gian có biết chữ nguyệt hồ bòi khắp năm hết nơi nơi đi 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 trần hình mời chúa chúa về chắc giáng dương tòa cứu cho bách tánh bệnh nay đã mới yên ai mà lỡ mắc phải tiền duyên đi ai mà mắc phải tiền duyên bói ra khỏe tốt tiếng liền duyên ngay truyền cho xong lễ mình đến linh mong nghi tôn quan phụng mệnh đến linh.